Giờ này chưa trả số à? Không, số mới. À, số mới hả? Dạ. Vậy hai bà cháu mình ngồi đây nói chuyện tí xíu nha. Ngồi dưới đây nè. Sao con vậy? Đứng được. À, ủa mà chân cô là ngồi xuống đứng dậy không được không cô? Ừ, chân nó đau quá. À, chân bị gì? À, chân bị khớp hả? Ờ, bị chân khớp. Dạ. Rồi cái cổ của cô bị gì đấy? Bú á, nó nổi lên á. Bú không? Bú gì mà ghê vậy cô? Cho con rờn tí nha. Dạ. Ồ, cứ ngắt luôn này cả nhà. Vương xin chào cô chú anh chị đã đến tới video của Vương Phạm TV. Thì tình cờ thì Vương lại đang ở Đồng Nai và gặp một bà cô một cái cổ không biết là bị bú hay là bị gì. Thì dạ chào cô. Cô đi đâu đây cô? Dạ. Cô đi đâu đây? Đi bán. Đi bán gì? Bán số. Bán số hả? Cô đi bán số hả? Dạ. Giờ này chưa trả số hả? Không, số mới. À, số mới hả? Dạ. Vậy hai bà cháu mình ngồi đây nói chuyện tí xíu nha. Ngồi dưới đây nè. Sao con vậy? Đứng lên đứng được. À, ngồi xuống đứng lên không được. Không nổi. Vậy là hôm nay là chắc là con sân bằng. Cô được bao nhiêu tuổi rồi? 67 tuổi rồi. 67 thì tuổi giàu. Dạ. Thì lớn hơn má con. Dạ. Vậy con kêu bằng cô đi cho dạ, trẻ dạ. Nha. Ủa mà chân cô là ngồi xuống đứng dậy không được không cô? Ừ, chân nó đau quá. À, chân bị gì? À, chân bị khớp hả? Dạ, bị chân khớp. Dạ. Rồi cái cổ của cô bị gì đấy? Bú á, nó nổi lên á. Bú không? Bú gì mà ghê vậy cô? Cho con rờn tí nha. Dạ. Ồ, cứ ngắt luôn này cả nhà. Rồi cô có con cái gì không mà sao đi bán giấy số bây giờ chiều rồi không ở nhà nghỉ cho nó khỏe? Không có con. Không có con hả? Rồi vậy là còn chồng của cô đâu? Chồng chết. Chồng chết luôn hả? Rồi bây giờ cô sống với ai? Sống mình. Sống một mình thôi. Chừng nào nó chết chứ giờ sao vậy? Rồi nhà cô ở đâu lận? Nhà tuốt ở trên Vũ Long á. Nhà lúc tuốt ở trên Vũ Long. Ủa ở đây là xa lắm á. Ờ đi bộ lên. Vậy hả? Là nhà cô luôn hay sao cô? Nhà mướn. Nhà mướn hả? Ờ không phải nhà cô luôn hả? Không, tháng 500. À, wow, ở đây nó rẻ dữ ta. Tháng là đa số là người ta thấy mình khổ nên mới cho mướn vậy. À, người ta thấy cho mình khổ người ta cho mướn vậy. Tại con thấy ở đây là rẻ nhất là 1 triệu. À. Đó. Còn có nhiều chỗ thì có lẽ là 700, 800 cũng có. Đó. Mà đây là một tháng có 500 à. À. Vậy hả? Rồi một ngày cô bán giấy số đủ sống, đủ chi phí không cô? Ngày là có 150, không có đủ đâu nhưng mà gán bán. À, là một ngày lời 150. À. Ồ, là 150 là ngon rồi hả cô? À, hả? À. Rồi cái cổ của cô như vậy nãy cô có đi điều trị gì chưa? Có đi khám bệnh cho đội mổ, không cho mổ. Đi mổ hả? À, mổ cho chữ nổi chết. À. Rồi cái cổ mổ này cô biết được cái chi phí nó được bao nhiêu không? 5-6 triệu, ta nói 5-6 triệu. 5-6 triệu vậy hả? À, vô đóng người ta làm liền. Dạ. Nhưng mà giờ người ta cho tiền rồi mình để mình mua thuốc mình điều trị. À. Chứ giờ không dám mổ, mổ sợ chết lắm. À, mổ sợ chết hả? Sợ chịu không nổi đó, chết đó. À, đau quá chịu không nổi. À. À, để vậy luôn, sống tới đâu thì hay tới đó. À, đúng rồi. Ừ. Bây giờ mổ thì nó mổ thì nó sẽ hết bệnh hơn chứ cô? Không, không cho mổ. Không cho mổ, bác sĩ không cho mổ hay sao? Không, tôi không có cho mổ. À, cô không cho mổ. Với lại phòng không có tiền đóng chứ ơi. À. Không có tiền. À. Cô thì cái tình cảnh của cô thì mà không còn, cô không có con cháu gì luôn. Không. Rồi ví dụ mà nhiều khi mà bệnh đau là ai lo cho cô? Thôi, mình gắng mình lo chứ giờ không ai lo. Vậy hả? Mình tự một mình tự biên tự diễn luôn. À. Wow. Mà hồi đó cô cũng có chồng nhưng mà cũng vẫn không có con luôn. Vậy hả? Vậy hả?
Cô tội nghiệp cô quá. Dạ. Thôi đi nha chú. Dạ. Đi. Đi đâu? Đi. Hai cô cháu mình ngồi nói chuyện tí xíu. Mệt lắm rồi. Giấy số này là giấy số món này không cô? Dạ, giấy số ngày mai. À, ngày mai mới dò. Dạ. Vô cái cổ của cô này. Nó sưng ú luôn. Rồi cái này là mình ăn rồi mình có kiêng cử gì không cô? Có chứ. Cũng chứ... kiêng cử bình thường không cô? Bình thường chứ mà ăn vô nó bự. Ăn vô nó bự. Là mình kiêng cử những cái thứ gì cô? Ví dụ bắp cải su. À, bắp cải su. Đậu hũ. Ăn mấy cái món đó là bị. Dạ, còn mấy món khác thì không có vấn đề. Không, gì. Không. Dạ. Vậy là cũng khổ rồi ha. Rồi nhiều khi buổi tối á, mình ngủ á, nó có đau có nhức gì không cô? Nó bị khó thở. Khó thở. Nó ngộp thở. Wow. Rồi cô là chuẩn bị là cô đi tới đâu rồi cô bán giấy số ở đây? Đi xuống ở dưới. Ngay chỗ cầu mới không cô? Con thì dân lạ mới tới đây, học đó thì con cũng ở đây là cũng mấy năm liền á, con ở đây này, học đó là con ở nhà trọ gần đây này cô, đó là con ở nhà trọ gần đây, rồi sau này con về quê, đó với lại con đi làm thì nếu mà con ở đây cũng một thời gian và cũng lâu lắm rồi thì con dạo cái con đường này. Để nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa của con đi làm ở đây này, rồi sinh sống ở đây á cô. Hồi đó sống đây con vui lắm. Đó, rồi xong rồi tình cờ thì con gặp cô thôi. Thì ngày hôm nay thì con không có gì hết. Thì con cũng gặp cô. Và con có một tí xíu gọi là một món quà nhỏ nhỏ. Gọi là con tặng cho cô để cho cô thích cái ăn cái gì á thì cô mua ăn. Sinh hoạt này kia nọ nha cô nha. Thì Vuông cũng có một tí xíu quà cho bà con những người nghèo khổ như cô. Là bệnh là cô bị bệnh gì? Bệnh cổ. À, tiểu đường nữa không cô? Là tiểu đường là mấy bữa giờ là cô có điều trị thuốc gì không? Có, về uống rồi. Dạ? Lấy thuốc về uống rồi. À, rồi uống nó đỡ không cô? Nó hạ quần huyết mình thôi. Wow. Vậy là hiện tại giờ là trong người của cô là bao nhiêu bệnh? Bú cổ, tiểu đường, khớp hai cái chân. Dạ, là ba cái đó thôi. Ba cái đó. Dạ. Trời ơi, bú cổ là mệt rồi, còn tiểu đường nữa. Như là tiểu đường là nó làm mệt lắm đó cô. Mệt bởi vậy. Dạ. Mệt từ giờ. Dạ. Mệt lắm chú ơi. Dạ. Bây giờ con có một cái món quà nhỏ nhỏ con tặng cho cô. Dạ đây. Cảm ơn nha chú. Thì, giống như là một cái lì xì cho cô để cô sinh hoạt mua nước uống. Hoặc là những cái thức ăn cô thích ăn gì đó cô ăn. Đó, mình ráng cố gắng mình ăn uống giữ gìn sức khỏe. Còn mình nghiên cứu coi thử là bệnh này ấy, mình mua thuốc đồ mình uống coi thử như thế nào. Rồi bác sĩ kêu là uống thuốc nó xà không cô? Nó từ từ. Dạ? Từ từ. Là bác sĩ nói vậy hả? Là bác sĩ nói là uống thuốc nó vẫn sẹp. Nhưng mà từ từ. Dạ. Còn mổ thì là nó hết liền, nhưng mà nó nguy hiểm tới tính mạng. Nguy hiểm tới tính mạng đúng rồi. Dạ. Thì thôi vậy con cũng cảm ơn cô. Và bây giờ con cũng ngày hôm nay thì hai cô cháu mình có duyên lắm. Thì con cũng chúc cô dồi dào sức khỏe nha. Cô tranh thủ cô bán giấy số. Dạ, vậy thôi con tạm biệt cô nha. Cảm ơn nha chú. Dạ. Không nổi, nó trống không chạy nè. Dạ. Nếu mà không có cây này là té. Không có cây này đi té luôn. Té.
cũng không có cây này, nó té nhũi. Vậy hả? Hai cái chân nó yếu lắm. Dạ, cô đi từ từ thôi. Khi không thấy đường á, dấp té. Dạ. Rồi đường, mắt không thấy đường luôn. Đường nó kéo lên con mắt. À. Khổ lắm chú ơi, bệnh là dạ, khổ. Vậy thôi cô đi từ từ nha. Thì nói chung cái cuộc sống bây giờ thì Vương cũng thấy rất rất nhiều cảnh bi ai và bi thương. Như cô đây, chồng mất, con cháu không. Bây giờ chỉ sống một mình, một thân một ngựa. Và chỉ sống chính cái bản thân của mình. Và đi trên cái con đường bán vé số mỗi ngày, và những tờ vé số thì chẳng lời giả rất nhiều. Hình như là một tờ vé số thì mình nghe được là lời được 500 đồng, với lại hay là 500 đồng hay là 1000 gì đó là một tờ. Thì Vương chỉ nghe vậy thôi, ráng cố gắng mà đi. Nhưng mà bây giờ thì chắc là Vương cũng xin tạm dừng cái video nha. Tại vì ngày hôm nay thì Vương đi trên cái con đường gọi là ôn lại kỷ niệm xưa và những cái cảm giác Vương ở đây cả mấy năm liền, và ở đây thay đổi rất là nhiều, và cây lá ở đây xanh tươi nhiều hơn hôm đó. Tại vì ở đây hôm đó là một cái kỷ niệm anh em bạn bè hồi đó rất là vui luôn á cả nhà. Thì bây giờ Vương xin tạm dừng cái video, thì mong cô chú anh chị hãy để lấy cho Vương một cái like và một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha, để Vương có động lực Vương ra nhiều cái video, và Vương sẽ giúp đỡ cho tất cả cô chú anh chị sống trên lề đường và những người già khổ và neo đơn. Thì Vương thấy ở cái thế giới này có rất rất nhiều người gọi là không con không cháu, không ai lo chăm lo cả nhà. Thì Vương cũng rất là buồn và đau xót, nhưng mà Vương chẳng biết làm gì cả. Vương chỉ hỗ trợ bà con, cô bác, cô chú anh chị những đi lề đường thì một cái kinh phí, gọi là một số tiền nho nhỏ để ăn uống và sinh hoạt qua ngày thôi. Thì mong cô chú anh chị những cái gì Vương sai sót thì mong cô chú anh chị hãy thông cảm cho Vương nha. Bây giờ Vương xin tạm dừng video và bye bye.